Rồi cả nhà mình di chuyển xuống dưới ạ. Bên đây di chuyển phía đông, nhìn em phía ngoài xe không ạ. Mày có gì em đưa em? Trong đây hả? Ờ. Có núi với rừng. Núi rừng luôn. Đi vô động thì leo lên á. Ờ. Cũng khá là mệt. Bước. Rồi cả nhà di chuyển đi ạ. Rồi mời hai anh nha. Rồi đi.